Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập số 16 trong sách bài tập tiếng Anh 3 nhé. Unit 16, do you have any pets? Chúng ta có từ pets là thú cưng các em nhé. A. Phonics and vocabulary. Phần A của chúng ta là ngữ âm và từ vựng. 1. Complete and say aloud. Bài tập số 1, hoàn thành và đọc to. Chúng ta cùng học letter O, chữ cái là O, và cùng xem chữ O này chúng ta được phát âm như thế nào các em nhé. A, chúng ta có từ con vẹt là parrot. Như vậy âm O chúng ta đọc là âm Ơ, parrot, parrot. B, chúng ta có từ con chó là dog, O, O, dog. Đó, cô mời các em cùng lặp lại nhé. Ơ, parrot, O, dog. 2. Find and circle the words. Trong bài tập số 2, các em sẽ cùng nhau tìm và khoanh tròn các từ cho cô nhé. 4 từ tương ứng với 4 bức tranh. Chúng ta có những từ sau đây. Cat, cat. Goldfish, goldfish. Parrot, parrot. Rabbit, rabbit. 3. Look and write. Trong bài tập số 3, các em sẽ cùng nhau nhìn vào và viết cho cô nhé. Các em hãy quan sát cho cô 4 bức tranh nào. À, they are pets. Chúng đều là những thú cưng đúng chưa nào? Và tất cả chúng đều có 2 con trở lên. Như vậy các em nhớ ghi chữ S đằng sau cho cô nhé. Ví dụ chúng ta có 3 con mèo, chúng ta sẽ nói là 3 cats. 3 cats. Tương tự, how many rabbits? Good, 2 rabbits. How many dogs? 1, 2, 3, 4. 4 dogs. How many parrots? Good, 3 parrots. B, sentence patterns. 1, read and match. Chúng ta cùng chuyển sang phần B là mẫu câu. Trong bài đầu tiên, cô mời các em cùng đọc và nối cho cô nhé. 1. Do you have? À, đây là câu hỏi đúng chưa nào? Như vậy chúng ta cùng nối với câu nào? Good. Do you have any pets? Bạn có con thú cưng nào không? Yes. Good. Yes, I do. Là có đúng chưa nào? I have. Mình có. Có bao nhiêu nào? Good. I have 2 rabbits. Mình có 2 con thỏ. Where are? Như vậy, câu số 4 của chúng ta là câu hỏi. Thì chúng ta sẽ nối với câu E đúng thế nào? Where are your parrots? Những con vẹt của bạn ở đâu? They are in the garden. Chúng ở trong vườn. To look and write. Cô mời các em cùng nhìn vào bức tranh và viết cho cô nhé. 1. Do you have any rabbits, Linda? Bạn có con thỏ nào không, Linda? No, I don't. Không có, đúng chưa nào? 2. Do you have any parrots, Nam? Bạn có con vẹt nào không, Nam? Yes, I do. Có, đúng chưa nào? 3. Where are your cats? Những con mèo của bạn ở đâu? Đây, chúng đang ở đâu đây các em? Đúng rồi, chúng đang ở trên bàn, đúng chứ nào? They are on the table. They are on the table. 4. Where are your goldfish? Những con cá vàng của bạn ở đâu? They are in the fish tank. Chúng đang nằm ở trong bể cá, đúng chứ nào? They are in the fish tank. 3. Put the words in order. Em hãy cùng nhau sắp xếp các từ nhé. 1. Đây là câu hỏi đúng thế nào? Bạn có con mèo nào không? Do you have any cats? Do you have any cats? 2. À, mình có 2 con mèo. I have 2 cats. 3. Đây là câu hỏi. Where đúng thế nào? Những con vẹt của bạn ở đâu?
Where are your parents? Where are your parents? 4. Chúng nằm ở trong chuồng, hay là trong lồng. They are in the cage. They are in the cage. Cô mời các em cùng lặp lại nhé. Do you have any cats? I have 2 cats. Where are your parrots? They are in the cage. See speaking. Ta cùng nói nhé. 1A. Read and ask the questions. Các em hãy dựa vào câu trả lời và hỏi cho cô nhé. Bạn trả lời là yes, I do. I have 2 parrots. Như vậy chúng ta sẽ hỏi bạn là bạn có con vẹt nào không? Đúng chưa nào? Do you have any parrots? B. Mình có 2 con rùa. I have 2 tortoises. Như vậy chúng ta cùng nói bạn có bao nhiêu con rùa các em nhé. How many tortoises do you have? C. They're under the table. Chúng ở dưới bàn. Như vậy chúng ta sẽ hỏi chúng ở đâu đúng chứ nào? Where are they? Hoặc là where are your cats? Cũng được các em nhé. D. My rabbit is here. Con thỏ của mình ở đây. Như vậy chúng ta cùng hỏi con thỏ của bạn ở đâu đúng chứ nào? Where is your rabbit? Vì có một con cho nên chúng ta sẽ hỏi where is các em nhé. Where is your rabbit? D. Reading. Chúng ta cùng chuyển sang phần đọc nhé. 1. Read and tick. Các em cùng nhau đọc và tick vào đáp án đúng cho cô nhé. Yes hoặc là no. 1. Chúng ta có Peter has a dog. Peter has a cat. Như vậy là Peter có một con mèo, chứ không phải là con chó. Như vậy câu này, no. 2. Phong has a dog. Phong has a dog. Yes. 3. Nam has 3 tortoises. Nam had 3 goldfish. Oh no, right? 4. Mary has 1 rabbit. Bạn Mary có một con thỏ. Đây, Mary đây. Mary has 2 rabbits. Bạn Mary có 2 con thỏ, đúng chứ nào? Như vậy câu này, no. 5. Linda has a parrot. Bạn Linda có một con vẹt. Linda has a parrot. Yes, câu này đúng. 6. Mike has a goldfish. Bạn Mike có một con cá vàng. No. 5. Và đây là đáp án của chúng ta các em nhé. 2. Read the text and write. Các em cùng nhau đọc lại bài và trả lời cho cô nhé. Where do they keep their pets? Họ đã giữ những con thú cưng của họ ở đâu? Peter thì giữ ở trong nhà đúng chứ nào? Còn bạn Phong thì giữ bạn Mary thì giữ ở trong vườn, in the garden. Bạn Phong thì giữ trong nhà, in the house. Bạn Linda thì giữ ở trong lồng đúng thế nào, in the cage. Bạn Nam thì giữ ở trong bể cá, in the fish tank. Và bạn Mai thì giữ ở trong lồng, in the cage. In writing, chúng ta cùng chuyển sang phần viết các em nhé. One, look and write. Cô mời các em cùng nhìn vào bức tranh và viết cho cô nhé. Hi, my name is Linda. Xin chào, tên của mình là Linda. I have some pets. Mình có một vài con thú cưng. This is my. It is in my room. Câu số 1, chúng ta có con gì nào? Good parrot. And that is my. Và kia là? Yeah. Cat. It is next to the fish tank. Nó ở gần cái bể cá đúng chưa nào? I also have 2. Mình cũng có 2 con gì đây? Good goldfish. 2 con cá vàng. They are in the fish tank. Chúng đang ở trong cái bể cá.
I have three. Mình có ba con rabbits. They are in the garden. Chúng ở trong vườn, đúng chứ nào? Two, write about your pets. Các em cùng nhau viết về thú cưng của các em nhé. Và đây là bài mẫu các em có thể tham khảo, được chứ nào? One, do you have any pets? Bạn có con thú cưng nào không? Yes, I do. Có. What pets do you have? Bạn có con gì vậy? I have one dog. Mình có một con chó. How old are they? Chúng mấy tuổi? He is 1 year old. Con chó ấy là con đực cho nên mình chọn từ he các em nhé. Cậu ấy 1 tuổi. What color are they? Chúng màu gì? It is brown. Chúng màu đà. Where do you keep them? Bạn giữ nó ở đâu? In the cage. Ở trong cái chuồng, đúng thế nào? Ok. Như vậy là bài của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo nhé. Goodbye.